chó phong yên mà thế chua sư đà khó nà cú là một thả cháy khá chua rung mò chá khá gì nè là giờ tía nhớ trò hò yếu chín tà nếu mua biệt thân ăn tàu tía nhớ trò chọn chán tà mua biệt thân ăn tàu là giờ lùm mì gà thì sư gà ăn tàu nè khó tà nó chê nè mù sĩ chó chua tà nó chó chua tà nó bế hùa chì bông bài là giờ tía ba bông bài nè nè chỉ nên cố yếu với cho chị với lưu lưu cái kinh dịch chờ thế nhưng mà họ chỉ tránh cho nên mà lịch sử nhất cho họ chọn đua sư vậy vì giờ chưa nói với cho vừa nhất rồi được tê ta và tao chế được tê có vác của chế là giờ tiền được tê và rau là giờ tê hạt lia tiền đạo sư giờ thảo tiền này mới tuần anh và nếu mà khó mò thì nó xử lý tiền nhất cho họ chỉ để một việc thân tao là giờ là hù tiền món chắc cái gì thì nó nó chỉ nên một sự chấm plong là do tiền cho hoàn tròn tại nó còn nó do hay cho chọn chi chấm ở cả là chấm plong tí xì em muốn cho là một trâu hầu nè cho là một trâu hầu chỉ nên có nhiều một trâu cho tiền than nhất trâu hầu chỉ để có sử dụng thế và có dụng chỉ để cho các cái gì hạn chế một trâu tụm mò hoàn chặt cái gì để nó nên dùng tàu hay giờ thì họ chỉ xì khó đó nó là một sự chân gì đào để chân gì và mong mòn đào lên tới ít tròn đào na lên tới cầu cầu tới tù lên tới cầu bê cầu plau tù tên đào là cầu bê cầu plau luôn gì đào chỉ mua cho là một trâu đê na trâu đê na chỗ đê na cũng xì lên tới trâu tài tên đào chỗ tài này giờ tài và in trai tên nhỉ cho là một đầu rau đào na chỉ thằng nào mà lên mua cho là một ê trâu nè cho là một trâu cần bông bao chị mà đi mua cho là một hầu thảo lúc sau còn chỉnh sửa sơn đã hỏi sau nó có tan cho nè chị hầu tuần xuân nuôi lên tận nó lên tận OP là do lên tận gen tận nên cậu nuôi tận đã chị nên có dụ ở trâu cho biết than ăn tao nhất trâu chị là người gia tao thế này trời tao thế do thì dùng gì hay giờ thì dù họ chỉ uống nó chỉ nên cứ một xíu đi nó là tao na còn nó một xíu chất gì đó hay dù xíu chất gì là nó chỉ cứ chỉ xíu tên gì tên đại là tao vì một đây chất gì để nó linh đạo gì cho lưu tên đó gì cho lưu gì cho là một trâu nó chỗ đây linh đạo olit na là do olitus na chỉ thảo nó mà lấy mua cho là một trâu hầu na cho là một trâu hầu chế khả năng mà học tập đây luôn tên là ở bên rau tên tờ giờ thì yêu hầu linh đã nói em nếu ở trâu cho biết tha nhất cho hầu yêu chế là nên chơi là xử lý thì dùng mù cua là thì là mù rồi xưa tờ chế không mò nè là tiền yêu chế biết tha là nên chơi là nó chế là nếu mà khó xí là cho món chắc cái gì là nhận dùng ra là nó chế nên họ sử dụng gì nó có chơi rõ thằng nó là một sự linh đã plau chi lu tên là sư em mà lấy mua cho là một trăm đô cho đê tiền đồ olive yàng cậu chỉ khả năng của chủ tiệm mua cho là một trâu chỉ mà lấy mua cho là một hầu xin à là giờ tây vừa sĩ trí yàng để cho chua nó cho là một trâu hầu là nhưng giống yàng cậu ly xử lý thì cho trí yàng để cho chua nó chỉ giờ tên plong tên gì tên cá lấy tên tên và chỉ cha tên đó này ạ để tăng cho chua đã hay giờ cho khó xa và lòng đời khó dù món chắc gì anh uống đời là yên dũng dàng cầu thế dù cũng mới cho là một trong số cho khó xa để nó nhiều dũng dàng cầu nè mới xem mà giờ thầu mò anh chắc gì là anh chỉ nên nhớ uống chắc gì mà nếu mà ở họ ít họ mà nên chịu uống cái khó xa ít họ mà nên uống thì thầu nó chỉ cho uống được chứ uống cho dù khó lúc khó xa để yên chỉ dùng nên là vậy thấy vùng thấy mò thấy lưu một lại thì chúng có lý thuyết bom một lần đã nè để cho chuôn nó quay cho là một ba tàu khỏi nó thia chế chân được khó chuôn thì nó cũng mới cho là cho chế chân nó sư giờ tiền lên từ họ bom đâu cho thì nó là mới cho là thạc khe bút rồi page đờ để thở cơ nó thở cơ sẽ được họ chuẩn chỉ tất cả cá nhân dùng thia có tuy giờ thì của họ thả tàu chỉ dùng chỉ là gì là thở cơ sẽ được họ giải dịch bút thia để mà lịch sử chỉ được cho lịch sử thở trong tàu.